thưa quý vị chúng ta vẫn thường nói rằng tuổi trẻ phải có bản lĩnh để đương đầu mọi khó khăn thử thách thật vậy nếu như tuổi trẻ mà chúng ta cứ chấp nhận an phận sống trong vùng an toàn không chịu ra đời khám phá vẻ đẹp cuộc sống không chịu trải nghiệm gặp gỡ thì tuổi trẻ sẽ trôi qua lãng phí và vô nghĩa ngày hôm nay hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của nghệ sĩ diễn viên Minh Cô Ca và diễn viên Quỳnh Trang về nội dung này đối với Trang về vấn đề này thì uh, bản lĩnh của giới trẻ đấy chính là một người dám đương đầu với mọi thử thách này và sẽ đưa ra được những quan điểm cá nhân và nếu như gặp một vấn đề khó khăn nào đấy trong cuộc sống thì các bạn ấy sẽ uh, lập tức nhìn nhận được vấn đề và tìm được hướng giải quyết nó. Uh, như Trang cũng là một người thuộc thế hệ trẻ và có một câu mà Trang khá là thích mà các bạn trẻ hay dùng hiện nay đấy chính là câu liều thì ăn nhiều. Uh, nếu như mà các bạn không liều lĩnh, không dám thể hiện bản thân mình thì nhiều khi có những cơ hội đến với bạn nhưng mà bạn ngập ngừng trước nó thì sẽ không đạt được những cái điều như mà mình mong muốn. Theo quan điểm của mình thì bản lĩnh của các bạn trẻ hiện nay thì nó cũng giống, nó cũng tương đồng với cái tôi. Cái tôi với cả cái bản lĩnh nó thường đi đôi với nhau. Chính vì cái trả như cái tôi của giới trẻ hiện nay nó cao, kèm theo bản lĩnh cũng rất là mạnh mẽ. Bản lĩnh là sao? Là các bạn dám đương đầu với những thử thách, không ngại sai, không ngại khổ. Bởi vì sao bản lĩnh của các bạn được trang bị nó vô cùng là cao, vô cùng là vững chãi. Và hiện tại để trang để các bạn giới trẻ có thể trang bị được cái bản lĩnh cho mình thì theo quan điểm của mình điều đầu tiên là mình phải đặt ra cho mình đó chính là nguyên tắc sống. Từ cái nguyên tắc sống đó mình có thể đặt ra được những cái mục tiêu, những cái kế hoạch mình biết là mình đang ở đâu và mình có biết nhận cái sai để mình khắc phục những cái sai đó và bản lĩnh của mình là không sợ thất bại và sống một cái uh, cuộc sống nó tích cực và đi lên, nhìn lên để đi lên chứ không nhìn xuống những cái tiêu cực để tự kéo bản thân mình xuống dưới vực. Và hiện tại thì bản lĩnh trong thời trong xã hội hiện nay thì bản lĩnh của các bạn trẻ được thể hiện rõ ràng bởi vì uh, hiện nay thì xuất hiện ra rất nhiều những cái công trình, những cái thành tựu mang tên là tuổi trẻ, những uh, doanh nhân thành đạt này, hay những tiến sĩ, hay những thợ giỏi, đều những ở cái độ tuổi vô cùng là trẻ, thế cho nên chúng ta nhận ra rằng là bản lĩnh của các bạn trẻ hiện nay là vô cùng là rất là mạnh mẽ và vững chãi. Nếu như mà gặp phải những khó khăn này, thì uh, chắc nghĩ là các bạn nên có một khoảng thời gian để tĩnh lại, nhìn nhận lại vấn đề cũng không nên đổ lỗi cho người khác hiện nay trang thấy khá nhiều bạn là khi gặp phải các vấn đề khó khăn ý, các bạn ấy sẽ không biết cách nhìn nhận lại bản thân mình mà ngay lập tức sẽ đổ lỗi là do uh, ngoại cảnh do người này do người kia chứ không bao giờ biết là nhiều khi cái lỗi sai lớn nhất lại đến từ chính bản thân mình thành ra là các bạn sẽ không đưa được hướng giải quyết